Đúng rồi, ông đang đau bệnh gì? Dạ, thưa cha, con là Nguyễn Văn Gạo. Tôi có hỏi, tôi đau, ông tôi hỏi ông là ông đau bệnh gì? Thưa cha, con là Nguyễn Văn Đạo. Rồi, ông đau bệnh gì? Thưa cha và cộng đoàn, là con bị đau cổ, con bị thoái hóa ba đốt sống cổ, thoái hóa ba đốt sống lưng và hai bên vai đều bị thoái hóa. Rồi, bây giờ ông đến đây, ông mục đích ông muốn đến đây để làm gì? Dạ, thưa cha, là mục đích là con đến đây để... Thật lòng ấy nha, đừng có phải nghe tôi giảng xong rồi giả vờ nói theo tôi rồi nha. Có sao nói vậy người ơi? Vâng, thưa cha, là con đến đây thì con được lột xác, con bỏ Chúa 50 năm. Bắt đúng con cá mập. Tôi đang tính bắt ông mà tôi thấy ông đeo tràng hạt, tôi bắt cái ông thần này. Mà đúng lôi cổ, đúng được một con cá mập 50 năm. Rồi, rồi amen. Thế con lên amen. Ông chỉ sợ cho ngoài biết là nhờ đâu mà sau 50 năm bỏ Chúa ông mới được lột xác. Đúng cái nghĩa của ông là ông được lột xác sau 50 năm bỏ Chúa. Vâng. Thì tất nhiên là những cái bệnh của con thì con cũng không đặt lên hàng đầu lắm. Thứ nhất là con bỏ Chúa 50 năm, nhưng mà con biết được đến Cha Long mới một tháng. Thế thì con cũng nói với vợ con là từ trước bây giờ mình cứ nghĩ là đạo tại gia, nhưng mà nghe Cha Long nói thì tất cả những ý nghĩa đây là không được. Cho nên con quyết định phải đi vào giáo điểm Tin Mừng, mà chỉ vớt vát là một tuần cuối của mùa chay để con sám hối và thống hối, và con sẽ xưng tội. Điều đầu tiên là con sám hối là con bỏ Chúa 50 năm. Và trong 50 năm ấy thì tội lỗi quá nhiều. Rồi khi vào đây thì ông thấy thế nào? Sau 50 năm bỏ Chúa và tội lỗi quá nhiều. Vậy ông nghe, ông nói là đạo tại gia, không phải đâu, đạo tại tâm, đúng không? Ông ý muốn nói là đạo tại tâm chứ không phải đạo tại gia. Đạo tại gia là đạo ở nhà. Còn đạo tại tâm là những người mà ngụy biện cho mình, bảo tôi chả cần đi nhà thờ, tôi chả cần đến giáo điểm Tin Mừng, tôi có đạo là đạo trong tâm của tôi rồi, giữ đạo trong lòng của tôi rồi. Này, ông đã yêu chưa? Dạ, con được. Trả lời ông này, tôi hỏi bây giờ không trả lời ngay bây giờ. Ông đã yêu chưa? Dạ, con yêu Chúa. Trời ơi, đừng giả vào. Tôi nói là ông yêu ai chưa? Dạ, con yêu người đầu tiên là vợ con, nhưng sau đấy thì trong 50 năm thì con yêu nhiều người quá. Tôi đọc được ông mà ông cứ giả vờ ông trả lời khác đi, không có chạy đâu được đâu. Tôi đọc được hết những cái gì tư tưởng của ông rồi. Mà dù tôi đâu có biết ông ở đâu đâu, tôi chỉ nhìn thấy ông, tôi gọi ông lên tình cờ thôi mà thôi. Vậy bây giờ khi ông yêu ai, ông có muốn là gần người ta không? Dạ, thưa cha, là con khi mà biết như thế là không gần. Ông này, ông không hiểu. Ông yêu ai, ông có muốn gần người ta không? À, trước đây thì là... Đừng có trước ông nội này. Chỉ nói có hay không mà, có hay không? Có. Rồi. Ông yêu ai, ông có muốn là ôm người ta không? Có. Ông yêu ai, ông có muốn nắm tay người ta không? Dạ có. Thôi anh ơi, tại tâm thôi, không cần gần nhau, không cần nắm tay nhau, không cần bên nhau, yêu để trong trái tim được rồi, có được không? Không. Rõ ràng, ông mới nói mà, ông yêu ai là ông phải muốn gần, phải muốn ôm, phải muốn hôn, phải muốn nắm tay. Chứ bảo yêu mà, yêu chay. Úi giời ơi. Vâng, thưa anh chị em. Thế mình đi theo Chúa cũng mà mình yêu Chúa cũng vậy. Yêu Chúa bảo là yêu Chúa tại tâm. Tại tâm, tâm mình có thì nó phải trào ra ngoài. Nếu tôi yêu em mà tôi không gặp được em thì thao thức đêm này không biết là bao. Đúng không? Mong ước được gặp em lắm mà. Nếu mà yêu em thì mà em mà không đến thì cứ hẹn chiều nay mà sao không thấy em.
đúng không? Ta mong ước ta gặp mà. Vậy thì nếu mà mình yêu Chúa mà mình bảo là đạo tại tâm, đó là chỉ là nói dối. Chúa bảo tôi không nói dối. Đó là nói dối, dối lòng mình, ngụy biện thôi. Còn bảo là đạo tại tâm, xin lỗi, có những người nói đạo tại tâm, có bao giờ họ lần được chuỗi mân côi chưa? Có bao giờ họ lần chuỗi lòng thương xót Chúa chưa? Có bao giờ họ đọc kinh thánh chưa? Đạo tại tâm mà như vậy à? Đạo tại tâm, yêu tại tâm mà là cứ đòi gặp em là sao anh? Yêu tại tâm được rồi, thấy chưa? Nó yêu tại tâm thì cứ yêu đi, rồi hai đứa mình cứ yêu đi, rồi yêu, yêu cứ như vậy đi. Gặp nhau không nhúc nhích, không động đậy được không? Không được. Thế nào cũng phải liếc liếc, nó cũng sờ sờ, nó phải nhìn nhìn. Phải không? Phải hích gái như đúng không? Thì thưa anh chị em, nếu mình yêu Chúa mà mình sao mình không dám đến gần Chúa? Yêu Chúa phải lặn lội. Có những người từ Bắc, từ Trung, từ Nam họ đến đây, họ đến với giao điểm tin mừng này. Cái động cơ của họ là vì yêu. Động cơ là vì yêu. Tất cả là vì yêu. Vì yêu họ mới đến đây. Vì yêu họ mới lặn lội đến đây. Vì yêu Chúa mà họ mới lặn lội đến đây để họ thể hiện tình yêu đó ra. Vì họ bảo rằng là lòng có tràn, Chúa nói lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Vì họ yêu mến Chúa, lòng thương xót Chúa lôi kéo họ đến đây. Cho nên là bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi lời gièm pha, bất chấp mọi lời chống đối, bất chấp mọi cản trở, họ vẫn cứ vì yêu. Mấy núi cũng, mấy sông cũng, mấy đèo cũng. Đó, câu trả lời để cho những người nào mà thắc mắc rằng tại sao họ cứ rủ nhau họ đến giáo điểm tin mừng này làm cái gì? Thưa là vì yêu. Trả lời dưa cao cái quạt lên cho họ thấy. Tất cả là vì yêu. Tất cả là vì yêu. Yêu quá mà. Đây tôi tặng. Tôi tặng cho một món quà. Đây là món quà tôi gửi tặng cho ông, cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Xin được gửi tặng cho ông. Vì Thánh Faustina cũng vì yêu mà thôi. Vì lòng thương xót Chúa mà Faustina chấp nhận trăm đắng nghìn cay ngay trong chính nhà dòng của mình, với những chị em của mình, với bề trên của mình, với những người mà thân cận của mình. Họ cũng nghi ngờ, họ cũng không hiểu, giống như là những người Do Thái. Họ không tin vào Đức Giê-xu là được cha sai đến. Giống như là những chị em trong dòng, họ không tin rằng Faustina là người được Chúa hiện ra và để đi loan báo lòng thương xót Chúa. Cũng giống như nhiều người ngày hôm nay, họ vẫn không tin rằng đây là nơi mà Chúa chọn để thể hiện lòng thương xót của Chúa, để tỏ ra quyền năng của Chúa. Và từ nơi đây, Chúa cũng lại sai mỗi người chúng ta đi để loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác. Xin Chúa chúc lành cho người con 50 năm bỏ Chúa. Bao nhiêu tuổi đời? Dạ con năm nay 66 tuổi ạ. Vâng, 16 tuổi mới biết yêu đã bỏ Chúa. Đến 50 năm sau mới quay trở về với Chúa. Chúng ta thấy đó là điều mà cả triều thần thiên quốc vui mừng. Ngày hôm nay tôi có bao nhiêu vất vả, tôi có bao nhiêu đắng cay tủi nhục, nhưng tôi được một người con quay về với Chúa sau 50 năm như thế này. Còn gì hạnh phúc hơn, thưa anh chị em? Còn gì sung sướng hơn? Có đắng cay, có tủi nhục cũng vẫn. Amen! 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 Vậy chứ. Vậy với... Thưa cha, là con cũng rất ngưỡng mộ cái quyển này và con ao ước vào đây. Y như rằng buổi ngay hôm đầu tiên con mua 2 cuốn thì giỏi. Bên lại 80 cái đài và con thì nhiều thứ lắm. Bây giờ ông muốn tặng lại cho ai ở trong này đang khao khát cuốn sách này? Ông tặng lại ai? Dạ, con muốn tặng cho ông già này. Rồi, tặng cho ông già này. Rồi, anh lại ông lại tặng cho ông cụ đi. Vâng.
Ông có bỏ Chúa không? Dạ, con có bỏ Chúa. Con bỏ lắm. Ông chết với tôi. Ông đi xuống.